Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Biển Đông, Việt-Mỹ cùng chiến tuyến. Biển Đông không phải là trò chơi của Bắc Kinh, sự cứng rắn của Hà Nội đem lại lợi thế của Washington và ngược lại. Tự do hàng hải hay bảo vệ chủ quyền giờ đây đứng cùng một chiến tuyến. Sự quyết đoán Mỹ, Việt và Trung Quốc ở Biển Đông. Thời kỳ của Tổng thống Mỹ Barack Obama là thời kỳ trỗi dậy toàn diện của Trung Quốc ở Biển Đông, khi mà nước này liên tục gây sự với các nước trong khu vực và đang có tranh chấp chủ quyền, chủ yếu là đối với Hà Nội. Và không phải ngẫu nhiên khi gần đây Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Lầu Năm Góc nhận định rằng ngay cả việc Bắc Kinh chiếm giữ rạn san hô Scarborough vào năm 2012 có lẽ có thể tránh được nếu Washington đóng vai trò tích cực hơn, quyết tâm hơn trước và trong cuộc khủng hoảng. Nhưng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền thì 2 năm trong nhiệm kỳ đầu tiên Mỹ đã có những động thái răn đe trở lại khi 13 nghị sĩ Mỹ trình dự luật trừng phạt Bắc Kinh khi quân sự hóa Biển Đông. Theo đó, đạo luật sẽ cho phép Mỹ đóng băng thậm chí tịch thu tài sản và thu hồi thị thực của các cá nhân tham gia vào các chính sách đe dọa hòa bình, an ninh khu vực. Đạo luật này không chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp, cá nhân có liên quan mà bao trùm lên cả quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Việt Nam, quốc gia va chạm chủ quyền trực tiếp với Bắc Kinh cũng bắt đầu trỗi dậy, ít nhất trong ngôn ngữ ngoại giao, khi lên tiếng phản đối việc xây dựng 10 đảo nhân tạo của Trung Quốc tại Trường Sa, cũng như ủng hộ quyền tự do hàng hải ở Biển Đông khi hai tàu chiến Mỹ áp sát 3 đảo ở quần đảo Hoàng Sa. Đặc biệt, riêng trong tháng 4 năm 2019 đã tố cáo Trung Quốc vi phạm chủ quyền khi lắp đặt thiết bị làm nhiễu sóng tại quần đảo Hoàng Sa. Trước đó, vào năm 2018, Hà Nội đã đưa ra những yêu sách cứng rắn với Trung Quốc trong cuộc đàm phán về quy tắc ứng xử trên Biển Đông, COC, giữa ASEAN và Bắc Kinh. Reuters đưa tin ngăn chặn Trung Quốc thiết lập vùng nhận dạng vòng phòng không ADIZ trên khu vực Biển Đông. Quyết đoán Mỹ-Việt. Nhìn vào những động thái của hai nước Việt-Mỹ vào năm 2018 và nửa năm 2019, có thể nhận thấy sự quyết đoán của cả hai quốc gia liên quan đến vấn đề Biển Đông. Mặc dù với Mỹ là tự do hàng hải, với Việt Nam là chủ quyền quốc gia, nhưng đích đến của hai nước là phản ứng lại với những gì mà Trung Quốc đã và đang đe dọa khu vực, nhất là xu hướng quân sự hóa vùng biển trên Biển Đông. Sự trỗi dậy của Bắc Kinh trong nhiều năm qua, đặc biệt với sự nhu nhược ít nhiều của chính quyền Obama, đã trở thành một gánh nặng cho chính quyền Hà Nội lẫn chính quyền Tổng thống Donald Trump. Cả hai dường như đã phải giải quyết bài toán trong việc cố gắng ngăn chặn những nỗ lực sau cùng hoàn tất của Bắc Kinh liên quan đến đường băng, đồn trú, bệnh viện và vũ khí tại các đảo nhân tạo này. Khó có thể đánh giá điều tiếp theo sẽ là gì, nhưng mối đe dọa của Trung Quốc đã trở thành một động lực lớn thúc đẩy Mỹ-Việt gần nhau về tư duy định hướng đối phó với Bắc Kinh tại vùng Biển Đông. Và thực tế đã cho thấy cả hai quốc gia dường như cùng một chiến lược ngăn chặn sự trỗi dậy của Bắc Kinh bằng sự quyết đoán ở mỗi quốc gia. Khi tại Mỹ, dự luật trừng phạt Bắc Kinh quân sự hóa Biển Đông đã khuấy động chính trường Mỹ, thì tại Việt Nam nó nóng bỏng ngay trên chuyên trang Tuổi Trẻ và làm nức lòng không ít người quan tâm đến việc bảo vệ chủ quyền. Lý do Mỹ vẫn là quốc gia duy nhất hiện tại có thể ngăn chặn và kiềm chế con rồng Bắc Kinh. Nhưng Việt Nam với vị trí địa chiến lược cũng như tính chất kiên cường trong bảo vệ chủ quyền quốc gia, lãnh thổ cũng là đối tác chiến lược của Mỹ trong triển khai những động thái ngăn chặn trỗi dậy, không phải nghiễm nhiên mà trong quan hệ hợp tác quốc phòng Việt-Mỹ, tăng cường năng lực hàng hải được coi là ưu tiên giữa hai quốc gia. Việt-Mỹ đều hưởng lợi. Hãy thử hình dung mối đe dọa của Trung Quốc trong hai quốc gia ảnh hưởng nhiều nhất. Vài năm trước là những tiền đồ nhỏ bé với sức chiến đấu bằng không, có lẽ vài chục binh sĩ hầu như không thể giữ chân họ được khô ráo. Từ năm 2013, Trung Quốc đã biến chúng thành những căn cứ khổng lồ. Một số có trạm không quân có thể chứa máy bay chiến đấu và máy bay ném bom tiên tiến. Tướng Joseph F. Dunford,
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Lầu Năm Góc chia sẻ trên Washington Post. Một mặt trận chung ngăn chặn dã tâm của Trung Quốc đã được hình thành. Mới đây nhất, trong một ý kiến trên tờ Bưu điện Hoa Nam, ông Lê Hồng Hiệp đã nhận định rằng Việt Nam đang thúc đẩy khối ASEAN hình thành một COC cho Biển Đông. Và tất nhiên, hiệp ước này sẽ mang tính ràng buộc, khả năng ngăn chặn và thiết lập một quy tắc mang tính chế tài hơn cho khu vực Biển Đông đầy sóng gió. Không còn những phản đối mang tính ước lệ, Việt-Mỹ đi vào trận chiến với sự chế tài nhiều hơn, cần thiết hơn, và chính điều này đã tạo ít nhiều cảm hứng cho các quốc gia còn lại trong khu vực. Duterte của Philippines kêu gọi hành động để giảm nguy cơ xung đột quân sự ở Biển Đông. Trang tin CNBC ngày 1 tháng 6 đã dẫn tin cho biết Tổng thống Duterte của Philippines đã kêu gọi hành động để giảm nguy cơ xung đột quân sự ở Biển Đông. Trong đó, ông Duterte nhấn mạnh lỗi của Bắc Kinh liên quan đến yêu sách mở rộng ở vùng Biển Đông. Việt-Mỹ đã cho thấy một phản ứng thích hợp của hai nước trước việc Trung Quốc thất hứa không cam kết đủ về an ninh và hòa bình ở Biển Đông. Biển Đông không phải là trò chơi của Bắc Kinh, sự cứng rắn của Hà Nội đem lại lợi thế của Washington và ngược lại, tự do hàng hải hay bảo vệ chủ quyền giờ đây đứng cùng một chiến tuyến. Xin cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Xin hãy bấm vào nút đăng ký màu đỏ và bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo sớm nhất, nhanh nhất về các chương trình chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.